Thật ra nếu mà nói tới phát triển bền vững thì nó là một cái khái niệm rất là rộng và có rất là nhiều cái chiều sâu từ cái góc cạnh của phát triển bền vững. Trong khi mà chúng ta nói về trồng rừng, chúng ta nói về thu gom rác thải, vân vân, thì nó liên quan tới vấn đề về môi trường. Ở đây thì phải nói là phát triển bền vững nó cũng sẽ có những cái trụ cột rất là quan trọng. Như chúng ta biết đó là một cái mô hình mà bền vững ấy, thì nó cũng cấu thành cái cơ bản. Việc chúng ta đang nói tới cái phạm vi của các cái doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, cái quá trình mà phát triển bền vững thì kinh tế nó là phải là một trụ cột rất là quan trọng. Có nghĩa là trong quá trình làm ăn ấy, là thì doanh nghiệp cũng phải làm bằng cách nào đó để có hiệu quả về kinh tế để công ty tiếp tục phát triển. Nhưng mà định hướng phát triển này cũng sẽ gắn vào những cái vấn đề khác. Nó một phần nó là nhiệm ý, nhưng có một những cái sự tiến hóa và phát triển thì nó đã trở thành những cái yêu cầu về mặt tuân thủ. Tôi muốn nói về cái cạnh luật pháp, ví dụ như là bây giờ môi trường, tự giác chúng ta đi làm những vấn đề để bảo vệ môi trường, nhưng có những cái cũng phải thuộc về tuân thủ để đảm bảo cái yêu cầu phát triển kinh doanh của doanh nghiệp cũng như là vấn đề xã hội. Trong đó có cái vấn đề liên quan tới cái đời sống xung quanh của chúng ta, làm sao trong cái quá trình phát triển đó chúng ta không đi ngược lại cái giá trị và những cái yêu cầu của cái vòng đó. Thì tóm lại, trong cái phát triển bền vững thì tôi nghĩ nếu mà nói về khái niệm thì chúng ta phải hiểu một cách đầy đủ. Cuối cùng, sự tồn tại và phát triển một cách mà nó bền vững nó lại tùy thuộc vào cái cân đối giữa ba cái lợi ích: kinh tế, về môi trường và về xã hội. Yeah, vâng, cảm ơn anh.